Quang Quân xin gửi đến tất cả quý vị và khán giả thân thương lời chào nồng nhiệt và thân ái. Quý vị biết là từ những thập niên 70, Quang Quân là một trong những nữ ca sĩ phải nói là rất là sang trọng và rất là có một cái phong cách đặc biệt. Tất cả những ca sĩ ở thời đó thì chúng ta thấy là đều có hát ở phòng trà cũng như là ở các nhà thờ, nhưng riêng với Hoàng Quân thì cô ta không bao giờ hát ở những phòng trà, chỉ là thu ở trên đài phát thanh và trong những cái đĩa 33 tua hoặc là 45 tua thôi. Phải nói là thời đó thì tôi rất ấn tượng Hoàng Quân. Và bây giờ xin gửi đến tất cả quý vị khán giả bài hát Trộm Nhìn Nhau. Những giờ ra chơi
anh tướng của miền Nam. Thank you.